Bồ Tát biết ba cõi đều do tâm, vậy nên dùng pháp nào mới có thể khế hợp, mới có thể ký hữu độ được chúng sinh. Chín quan sát chúng sinh trên trời đủ tâm tin hiểu rộng lớn, họ đã là phiền não không nhiễm, đã thành tịnh phần nương tha. Này dùng phương pháp gì để trợ giúp, khiến cho họ tiến vào thượng thừa? 10. Quan sát chúng sinh trên trời tâm tin hiểu lớn, họ có thể phát tâm Đại Bồ Tát vượt qua nhị thừa, tức là chúng sinh hành Bồ Tát Đạo. Này nên dùng phương pháp gì để trợ giúp họ viên mãn tâm Bồ Đề đã phát? Bồ Tát dùng 10 phương pháp này quan sát viên mãn, do đó minh bạch tiến vào tu hành pháp môn địa thứ tư. Ý nghĩa diệm huệ địa nghĩa là trí huệ hòa diệm, giống như tia sáng nhoáng, chiếu sáng các 10 phương pháp giới. Bà địa trước gánh vác thế gian, từ địa này tiến vào tu trí huệ thánh nhân xuất thế, xả bỏ định ái, vĩnh viễn dứt phiền não, tu chứng Bồ Đề pháp phần. Phật tử, Bồ Tát trụ diệm huệ địa này vì có thể dùng 10 tứ trí thành thục pháp nên đắc được nội pháp của địa thứ tư sinh vào nhà Như Lai. Những gì là 10? Đó là vì thâm tâm không thối lùi, vì trong tam bảo sinh tịnh tín, rốt ráo không hoại, vì quán các hành sinh diệt, vì quán các pháp tự tánh không sinh, vì quán thế gian thành hoại, vì quán nhân nghiệp có sinh, vì quán sinh tử niết bàn, vì quán nghiệp chúng sinh cõi nước, vì quán thời gian trước thời gian sau, vì quán không có gì cùng tận. Đó là 10. Phật tử, Bồ Tát trụ địa thứ tư này quán trong thân theo thần quán, siêng năng dũng mãnh nhớ biết trừ diệt tham lam lo lắng của thế gian. Quán ngoài thân theo thần quán, siêng năng dũng mãnh nhớ biết trừ diệt tham lam lo lắng của thế gian. Quán trong ngoài thân theo thần quán, siêng năng dũng mãnh nhớ biết trừ diệt tham lam lo lắng của thế gian. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật chỗ nơi địa thứ tư. Bồ Tát Diệm Huệ Địa y cứ 10 thứ trí huệ để suy ngẫm, quán sát do tu hành mà thành thục pháp môn tu học. Thành thục tức là diệt trừ trí chướng, giải pháp tạm mà địa trước.